Tân sẽ lên cho nhà mình một chiếc xe này. Đây các bạn, chiếc xe này, chiếc xe là Tân chuẩn bị đi giao cho khách hàng ha. Chiếc xe này là Tân để lại mức giá đó là 2.8 triệu. Đó, 2.8 triệu là 2.8M các bạn. 2.8M cho chiếc xe này. Thì chiếc xe này, các bạn nhìn kỹ này. Đây là chiếc xe tại Hyundai. À, đây là chiếc xe tại Hyundai, và chiếc xe tại Hyundai này tỷ lệ của nó là 1/16. Nó chạy cái tài khiển rất là xịn. Tài khiển FSI6, tài khiển xịn, có đèn, có đầy đủ luôn. Có luôn cả lái đầy đủ các bạn ha, có luôn cả cục sạc.